Xin chào, tôi là Thượng Đế đây. Cùng tôi tạo ra tình yêu nhá. Đầu tiên là một chút đam mê này. Tiếp tới là một chút chia sẻ này. Thêm một chút gắn kết trách nhiệm nữa này. Đúng rồi, phải thêm một chút ghen tuông nghi ngờ nữa cho thi vị chứ. Ôi thôi, quá tay mất rồi. Thưa quý vị, tôi tin rằng với một chủ đề thú vị, muôn màu và phức tạp như là chuyện tình yêu ấy, thì sẽ có vô vàn những công thức pha chế khác nhau, chứ không chỉ có một cách để mà làm như là đoạn clip vui vừa rồi đâu. Thế nhưng cũng phải nói thêm rằng, việc thêm quá nhiều gia vị ghen tuông nghi ngờ trong công thức tình yêu, hay nói cách khác là có quá ít sự tin tưởng, đó không phải là một điều gì xa lạ với nhiều người trong chúng ta. Ít phút tới đây, hãy nói về một góc nhỏ liên quan đến sự tin tưởng trong chuyện tình yêu. Vâng, thực ra thì nghi ngờ chẳng có gì là xấu cả. Nó là một phản xạ rất dễ thấy của con người để bảo vệ chính mình trong những hoàn cảnh khác nhau mà thôi. Rủi ro tiềm ẩn càng lớn, ta càng có xu hướng cẩn thận, nghi ngờ để phòng tránh những tình huống xấu có thể xảy đến với mình. Trong chuyện tình yêu thì một trái tim tổn thương do bị lừa dối rõ ràng là một rủi ro tiềm ẩn quá lớn rồi. Thế nên, việc đi tìm câu trả lời cho câu hỏi liệu mình có phải là người duy nhất của người ấy hay không, nó trở thành một nỗi ám ảnh với rất nhiều người đang yêu. Thưa quý vị, với những nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội thì đây chắc chắn là một mảng đề tài không thể bỏ qua để thu hút lượt xem, thậm chí là lên xu hướng. Bước 1 là mọi người phải ra ngoài, mọi người mua một món đồ mới. Cái món đồ này phải là một cái món đồ cá nhân mọi người thường hay mang theo người, trông nó phải rất là basic, rất là unisex. Là cái món đồ đấy, bạn phải chắc chắn được là người yêu của bạn không có cái món đồ này. Mình gợi ý là có thể là một cái lọ thêm tay hoặc là một cái cục sạc dự phòng. Tiếp theo là diễn sâu đây nhá, để mình diễn ví dụ cho mọi người. Mọi người về một cốc xe và nhá, giả vờ nhìn cốc xe nhá. Anh mới mua cái lọ kem tay này à? Người yêu bạn mà lại lo lắng chột dạ. Ừ, đúng rồi, anh mới mua. Không phải đồ của mình mà tại sao lại nhận là đồ của mình? Còn nếu mà anh ấy bảo là anh cũng chả biết tại sao nó lại chui vào đấy, chắc là đứa bạn nào của anh để quên thôi. Thì thế là người yêu của bạn pass. Đúng là bài học không phải đồ của mình thì không được nhận, nó chưa bao giờ mất đi giá trị. Tất nhiên để mà thực hiện được theo phép thử vừa rồi ấy, thì sẽ cần một chút khả năng diễn xuất của cô gái để làm sao cho tình huống diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể. Với những ai ngại diễn xuất hoặc là vẫn chưa hài lòng và muốn đối tác của mình phải trải qua một bài kiểm tra nâng cao hơn thì đó là lúc dịch vụ sau đây xuất hiện. Vâng, đó là dịch vụ thử lòng trung thủy, hay tên thường gặp trên mạng xã hội của nó là test chồng, test người yêu. Không khó để tìm kiếm những từ khóa này. Với mức giá dao động từ vài trăm tới cả triệu đồng, người làm công việc này sẽ tạo một tài khoản ảo, rồi trò chuyện phiếm và thả thính với người cần thử. Chỉ đến khi đối tượng có dấu hiệu cắn câu hoặc là từ chối liên lạc thì trắng đen mới rõ ràng. Và tất nhiên kết quả này sẽ được gửi lại cho người thuê dịch vụ như là một bằng chứng cho sự trung thủy hoặc là không của người kia. Vâng, tại sao lại kiểm tra một sự lừa dối bằng một sự lừa dối khác? Cuối cùng thì việc thử lòng nhau như thế để làm gì, có hiệu quả như thế nào? Vâng, đã có không ít những tranh cãi xoay quanh dịch vụ này, nhưng thực tế là công việc này vẫn luôn luôn có những khách hàng mới tìm tới. Và những video có nội dung về dịch vụ thử lòng này thì luôn có các lượt xem nổi bật trên mạng xã hội. Trong vai người có nhu cầu thử lòng người yêu, phóng viên đã liên hệ ngẫu nhiên với một tài khoản cung cấp dịch vụ này. Test người yêu thì 100, test chồng thì là 150 đến 200, là bao gồm nhắn tin bao lâu, khi nào chị nói dừng là em dừng, không có tính theo ngày nha. Nếu mà gặp thì em tính thêm 50, dạ, ví dụ 200 gặp là 50 là 250 thôi. Coi video thì là 250 luôn chị, chỉ là coi bao lâu cũng được luôn nữa. Chị cung cấp thông tin cho tên, tuổi, nơi ở hiện tại, công việc, với lại nơi sinh sống. Chị chuyển khoản trước giúp em, nếu mà trong vòng mà một tuần lại không đến em sẽ trả lại tiền cho chị nha. Tại vì trong một tuần cho thời gian đó, chị nhiều anh bận không có thấy tin nhắn. Từng sử dụng dịch vụ test người yêu với mục đích xem độ trung thủy của người yêu mình tới đâu, cô gái này khá bất ngờ khi chỉ trong vòng một ngày, người yêu của mình đã sập bẫy. Sụp đổ hoàn toàn ấy. Mình thất vọng, mình không ngờ là bạn trai của mình lại nhắn như thế ấy. Khi mà bên bạn test ấy, nhắn là anh đã yêu chị nào chưa, thì người yêu của mình đã nhắn là yêu đương phức tạp lắm, yêu toàn bị lừa. Anh chỉ quen biết xong rồi đi uống rượu thôi, với anh không có người yêu. Mà trong khi đấy lại đang trong một mối quan hệ nghiêm túc với mình. Mình không yên tâm được rồi. Bởi vì mất niềm tin một lần như thế rồi thì là sẽ mất nhiều lần khác nữa. Việc đổ vỡ sau khi tìm ra sự thật cũng chẳng hiếm thấy trong nhiều câu chuyện khác được các tài khoản thử lòng trung thủy này chia sẻ. 4 cặp ly hôn rồi ấy ạ. Còn chia tay chắc vài chục người. Nhiều ông mới tán được vài ba câu đã thấy đổ rồi. Còn nhiều anh thì đầu tiên khẳng định có người yêu, có vợ rồi, không muốn làm quen, xong lúc sau nhắn
anh xin Zalo nhắn cho vợ anh không biết. Vừa hôm qua, chị khách gọi với mình cuối tháng ra tòa chứng minh để chị ý ly hôn giành quyền nuôi con. Anh kia vừa nhắn được nửa ngày đã gạ người ta đi nhà nghỉ. Vâng, nếu chót ghé qua những tài khoản có nội dung thử lòng người yêu như thế này thì tôi biết quý vị sẽ nghĩ gì. Quý vị sẽ nghĩ rằng liệu mình có từng bị thử bao giờ chưa nhỉ? Thế rồi là mạng xã hội thật là ảo quá mà. Thế nhưng quan trọng hơn đó là suy nghĩ, hay là tôi cũng phải thử với người yêu của mình nhỉ? Làm sao tôi có thể tin tưởng được người yêu của mình nữa đây, sau cả loạt những câu chuyện bóc trần sự lăng nhăng mà tôi vừa theo dõi như thế? Xin quý vị đừng vội kết luận như vậy. Cần phải chậm lại một chút để nhận ra rằng so với những bằng chứng của sự thủy chung thì những câu chuyện drama kiểu như là ngoại tình chẳng hạn, bao giờ nó cũng có một cái khả năng lan tỏa mạnh hơn trên mạng xã hội. Và đó cũng là điều mà những người xây kênh muốn hướng tới để thu hút lượt xem, thu hút lượt follow. Và để kiểm chứng cho suy nghĩ này của mình thì tôi đã liên lạc với một chủ tài khoản TikTok đã làm công việc thử lòng người yêu này hơn một năm nay rồi. Hiện giờ thì vẫn đang tiếp tục công việc này với một tài khoản hơn 186.000 lượt theo dõi và hơn 3,6 triệu lượt thích. Cảm ơn Bảo đã đến với chương trình ngày hôm nay. Anh nghĩ trước tiên cái điều quan trọng nhất em cần đó là một cái nick ảo mà như thật để vào vai một bạn nữ nào đấy thì em mới có thể thử lòng được các bạn trai. Sau đó thường thì câu chuyện nó sẽ được em tiếp diễn như thế nào? Cách làm việc của em, nếu mà em được nhận làm qua Instagram hoặc là Facebook mà cái bạn ý là một người chăm tương tác trên mạng xã hội, chăm up story, chăm check in các thứ, thì em sẽ dựa vào, em sẽ follow, em dựa vào những cái story đấy để em bắt chuyện. Kiểu bạn ý up một cái story đi chơi chẳng hạn, em chỉ cần trả lời là ui view đẹp thế, chỗ này ở đâu thế cậu, người ấy có sở thích ví dụ là về âm nhạc đi chẳng hạn, thì em sẵn sàng em bỏ thời gian ra, em tìm hiểu về gu âm nhạc của bạn ý để em nói chuyện với bạn ý. Thì bạn ý lại nghĩ là ui bạn này là ai mà tại sao lại tò mò đến mình như vậy, và bạn ý bắt đầu có những cái suy nghĩ băn khoăn trong đầu. Giai đoạn thứ ba thì có nghĩa là em sẽ tạo ra một cái tình huống nào đấy nó liên quan đến mặt tình cảm, thì em sẽ hỏi là thế bây giờ cái mối quan hệ của cậu nó có vấn đề gì không, hoặc là cậu đang có ai chưa. Nếu mà một người mà đã có người yêu rồi thì người ta không bao giờ trả lời là không, tớ đang không ở trong mối quan hệ nào cả, hoặc là không, hiện tại tớ đang chọn độc thân, hoặc là không, tớ đang lo sự nghiệp các thứ, tớ không muốn dính vào mối quan hệ nào cả. Thì những cái câu nói đó nó sẽ là cái bằng chứng để em chụp lại và em gửi cho bạn kia. Thì sau đấy thì em set một cái buổi hẹn cho bạn ý, có nghĩa là em bảo cái đối tượng kia đến cái địa chỉ này, chờ một lúc ở đấy. Sau đấy thì em mới nhắn cái bạn thuê em là bạn đi đến cái địa điểm đấy đi, bạn đang đứng ở đấy rồi. Em chia sẻ hết tất cả cái đoạn chat của em cho bạn nhớ em. Hơn một năm gắn bó với công việc này, nó có làm cho em cảm thấy rằng chuyện tình cảm lứa đôi thật là xám xịt? Em có nghĩ tiêu cực về chuyện tình cảm này không? Cái tỷ lệ chung thủy và không chung thủy em cũng chia sẻ với anh, nó không tiêu cực như mọi người thường nghĩ đâu. Nó sẽ rơi vào tầm 65-35, 65 dành cho tích cực và 35 dành cho tiêu cực. Có những người em có nhắn tin rồi nhưng mà họ thẳng thừng từ chối em, và thậm chí là em còn bị họ mắng, họ chửi và họ chặn em khi em vừa cái mở đầu cái câu chuyện. Thì có một phần khác đó là những cái người mà họ không thích nhắn tin với người lạ, họ không biết mình là ai, họ không muốn nhắn tin, không muốn tương tác bất kỳ một cái gì với mình. 35 còn lại đấy là một là rủ em đi chơi, hai là rủ em đi đêm, thứ ba là gọi là muốn vào một mối quan hệ gì đấy với em luôn. Vâng, 65% là những trường hợp cho kết quả chung thủy. Xin được nhấn mạnh lại con số này như là một điểm sáng đáng quý trong bức tranh tình yêu của chương trình ngày hôm nay. Và có lẽ cũng bởi con số này mà chàng trai vừa có những chia sẻ với quý vị. Dù đã làm công việc thử lòng người yêu này được hơn một năm nay rồi, thế nhưng mà anh ấy vẫn có một cái niềm tin rất mãnh liệt vào một tình yêu đẹp và đúng nghĩa. Thưa quý vị, với dịch vụ thử lòng người yêu, sử dụng nó hay không đó là tùy quyết định của mỗi người. Chỉ có một điều chắc chắn đó là cũng giống như mọi mối quan hệ khác, trong tình yêu nếu mà không có sự tin tưởng thì chắc chắn là sẽ chẳng thể tiến xa hơn được. Chúng tôi xin được khép lại tiêu điểm của chương trình ngày hôm nay bằng những chia sẻ từ góc nhìn của một số khán giả liên quan đến câu chuyện tin tưởng trong tình yêu và dịch vụ thử lòng người yêu. Biết là vợ mình sử dụng dịch vụ ấy thì mình sẽ cảm thấy là vợ mình mất lòng tin với mình ấy, và mình sẽ rất là buồn. Nhưng mà sẽ xảy ra mâu thuẫn vì cái chuyện đấy. Cứ nhắn tin thì thử, nhưng mà đến lúc mà phát hiện ra rồi á, thì chắc sẽ có cãi nhau hoặc là xích mích gì đó. Nó sẽ làm cho cái sự tin tưởng của mình nó không có được bền vững nữa. Nó như là bị đem ra làm một trò đùa vậy á.
lấy cái sự lừa dối để chứng minh một sự lừa dối, rõ ràng nó là một sự rất là nực cười. Dẫu rằng là cái kết quả nó có tốt hay là không tốt đi chăng nữa thì chắc chắn với cái người bị test, họ sẽ cảm thấy tổn thương. Nó cho thấy một cái sự bất ổn ở trong cái người thuê cái dịch vụ đó. Và chắc chắn rằng là không ai muốn yêu, không ai muốn tiếp tục đồng hành với một cái người mà hay nghi ngờ như thế. Thì đấy là thực sự là một cái cuộc tra tấn. Tôi cảm thấy rất là lo lắng cho những người mà đang cung cấp dịch vụ. Họ chứng minh cái sự bội phạm như thế. Và lâu dần họ tin rằng là ai trong cuộc đời này cũng vậy. Họ sẽ không còn cái lòng tin vào cái cuộc sống này nữa.